Vô thì hình là mình đã chuyển qua bên chỗ mới, thì bên này mình có gắn ghế với bàn đó, không gian nó cũng sáng sủa hơn để mà mình tiện hướng dẫn cho anh em hơn. Thì hôm nay 2 tháng 9 thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em một cái liên khay nó hơi power trick một tí để cho nó có cái không khí gọi là nó hoành tráng, để mà anh em đi chơi 2 tháng 9 với bạn bè đồ đó có thể biểu diễn thể hiện đồ cô gái cái thứ. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và đừng quên nhấn vào nút chuông để mà có thể tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất từ mình một cách sớm nhất. YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn. Quảng cáo tí đó là mình đang bán một cái loại cáp kết nối dành cho các cái thiết bị của Android và Apple. Đó thì các bạn quay video clip, quay bút này nọ mà máy nó hết pin thì các bạn có thể dùng dây này để cắm vào để mà sạc. Hoặc là các bạn có thể kết nối với sạc dự phòng, loa các thứ. Mỗi dây như này mình bán với giá là 99.000, củ sạc là 99.000, nếu mà mua cả hai thì sẽ có giá là 190.000, tiết kiệm 10.000. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì có thể inbox mình qua Facebook cá nhân để mà đặt mua. Tiền các bạn mua thì mình sẽ có thể là dùng để đầu tư hơn trong những cái clip của mình trong tương lai. Thì cái liên kê hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó. Để làm được cái link khay này chúng ta sẽ phải làm một cái chiếc có tên là Palm Spin Fingerless Thumbnail. Cái này là mình đã hướng dẫn rồi, các bạn có thể tìm lại cái clip có tên là nâng cao trình độ với lại Palm Spin Fingerless Thumbnail, nó sẽ trông như này. Ở trong đó thì mình sẽ nói rất là chi tiết cái cách mà các bạn làm. Còn ở trong cái clip này thì mình chỉ hướng dẫn link khay thôi, tức là mình chỉ tập trung là mình gọi là mình cung cấp cho các bạn một cái ý tưởng để các bạn làm một cái đoạn liên kết. Chứ mình không có tập trung mà mình hướng dẫn trước thì cái clip nó sẽ dài, rất là dài, mình không thể nào mà mình nói lại tất cả những cái mà mình đã làm rồi được. Đó thì các bạn thông cảm, chúng ta sẽ cầm bút như này. Đó, sau đó chúng ta sẽ dùng cái ngón cái chúng ta đẩy đẩy qua như này. Đó. Đẩy qua và xòe bàn tay ra, căng ra hết cỡ cho cái bút nó lăn trên bàn tay. Sau đó chúng ta sẽ nghiêng tay qua như này và đồng thời gặp cái ngón cái lại, gặp ngón cái lại. Để cho cái bút nó lăn qua ngón cái. Đó là những cái bước cơ bản để làm được Palm Spin Fingerless Thumbnail, nó sẽ trông như này. Thì trong cái liên khay này chúng ta sẽ làm 2 vòng. 1, 2, đó như này. Sau khi đã Palm Spin Fingerless Thumbnail rồi, chúng ta sẽ cho cái bút nó trượt xuống dưới cái đầu ngón trỏ như này. Trượt xuống dưới và chúng ta dùng cái này chúng ta hất lên. Hất lên như này, đó. Chúng ta hất lên. Và chúng ta sẽ cho nó rơi vào cái khe giữa ngón trỏ và ngón giữa như này. Đó, chúng ta hất lên như này. Đó, các bạn nào mà chưa có biết hất cái này thì các bạn có thể tập riêng cái này. Đó, hất lên, hất lên. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái trick có tên là scissor spin. Scissor spin nó sẽ trông như này. Đó, đó, đó. À, thì mình cũng nói luôn là mình dạy quay bút chứ mình không có dạy anh văn nha các bạn. Đó, tại vì trước là có một bạn là vô comment nói mình đọc tiếng Anh như khứt. Đó thì mình đâu có dạy các bạn ôn thi A1, A2, B1 gì đâu. Mình hướng dẫn là mình hướng dẫn chính là quay bút, cho nên là cái chuyện phát âm thì mình sẽ có ghi cái tên trick ở bên này. Đó, mình sẽ có ghi tên trick gõ cho các bạn để các bạn có thể tìm hướng dẫn của tụi nước ngoài hay là cái gì đó. Còn cái chuyện phát âm thì mình nhận luôn là mình dở tiếng Anh, cho nên là mình sẽ phát âm nó không có chuẩn. Nhưng mà quan trọng nhất là cái kiến thức mà mình cung cấp cho các bạn, đúng không? Chứ đâu có phải là cái chuyện phát âm nó như nào đâu, đúng không? Thì khi mà ghép scissor spin vào nó sẽ giống như này. Đó. Đó. Thì khi mà cái bút nó rơi lên hai ngón này, chúng ta sẽ hất tay giống như là chúng ta bust tiếp. Nhưng mà chúng ta sẽ nghiêng cái tay qua, hất lên và nghiêng cái tay qua để cho cái bút nó lăn trên hai cái ngón này. Đó, nó lăn ở trên cái mặt trên của hai ngón này, nó lăn tầm nửa vòng thì nó sẽ dừng lại, chúng ta sẽ chụp lại. Đó, và nó sẽ ra như như này. Đó. Sau khi mà đã tới đây rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục fingerless thumbnail. Cái này là nó là một cái phần của thằng Palm Spin Fingerless Thumbnail khi nãy. Nếu mà các bạn làm được đoạn đầu rồi thì mình nghĩ là cái đoạn này đối với các bạn là nó cũng chỉ là đơn giản thôi. Nó sẽ trông như này. Chúng ta sẽ để cái bút ngay đây và chúng ta đẩy tay tới thì nó sẽ tạo thành fingerless thumbnail như này. Đó. Đó, sau khi mà đã tới đây rồi chúng ta sẽ cho nó chạy xuống ngón trỏ thêm một lần nữa và chúng ta lại hất lên y chang như cái đoạn hất ban nãy.
hất lên như này, và chúng ta sẽ hất lên, sau đó chúng ta sẽ nghiêng cái tay qua đưa ngón út vào. Đó, cái này gọi là hai tua release. Đó, chúng ta sẽ đưa ngón út vào và chúng ta hai tua chụp lại như bình thường. Nó sẽ trông như này. Chúng ta sẽ hất lên, đưa ngón út vào hai tua. Hất lên, đưa ngón út vào hai tua. Đó. Hất lên, đưa ngón út vào hai tua. Ghép lại toàn bộ cái link khay nó sẽ như này. Chúng ta sẽ palm spin fingerless thumb round hai vòng. Sau đó hất lên, chụp qua đây. Cho nó qua đây. Fingerless thumb round. Hất lên và hai tua. Bắt bút lại, kết thúc combo. Đó, như này. Hoàn chỉnh một lần cho các bạn dễ hình dung. Nó sẽ như này. Đó, cái link khay kiểu này thì các bạn nên để ở cuối combo, thì mình nghĩ là người xem người ta sẽ thích mắt hơn. Kiểu như là các bạn quay một cái gì đó, sau đó các bạn sẽ đưa cái link khay đó vào như này. Đó, các bạn sẽ đưa nó vào. Và kết thúc combo thì người ta sẽ ấn tượng hơn với cái combo của các bạn. Có một vấn đề là mình thấy anh em chơi mà anh em không có chịu tìm hiểu. Tức là mình thấy có nhiều anh em là vô nói với mình là anh hướng dẫn link khay cho newbie. Ủa cho newbie gì mà anh nói gì, chiếc gì, chạc pad gì đủ thứ chứ em không có hiểu anh đang nói gì. Đó thì mình thấy là các bạn chơi mà các bạn không có biết link khay nó là cái gì. Link khay nó là một cái đoạn liên kết giữa các cái chiếc lại với nhau. Chúng ta có khoảng 5 chiếc thì chúng ta ghép 5 chiếc đó lại thì sẽ tạo được một cái đoạn dài. Cái đó nó gọi là link khay. Và nó dành cho newbie, nhưng mà là ở newbie ở cái mức độ mà chúng ta đã làm được chiếc rồi. Các bạn có chiếc thì các bạn mới làm được link khay, chứ bây giờ các bạn chưa có chiếc gì chân thì các bạn tập chiếc đi chứ các bạn tập link khay làm cái gì. Bây giờ người ta hướng dẫn các bạn xây sinh tố thì đâu có ai nói cho các bạn cái cách để mà các bạn đi mua máy như nào, rồi các bạn đi trồng trái cây, các bạn đi hái trái cây, đi mua trái cây sao đâu. Người ta chỉ hướng dẫn các bạn làm thôi, còn cái chuyện chuẩn bị đồ là của các bạn, chứ các bạn phải nghiên cứu kỹ. Đó, chứ làm sao mà các bạn không nghiên cứu và các bạn đổ thừa cái thằng hướng dẫn được, đúng không? Ok, thì mình xin phép được kết thúc video hướng dẫn tại đây. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Để mà mình đủ 20.000 subscribe thì mình sẽ tiến hành giveaway. Mình sẽ tặng quà cho một bạn may mắn bất kỳ. Thì lúc đó mình sẽ dùng một cái trang web gọi là random.com để mà mình quay số may mắn ngẫu nhiên. Và thông tin chi tiết thì mình sẽ đăng trên kênh của mình sau khi mà đã đủ 20.000 subscriber. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.